Không biết là hôm nay mình sẽ hẹn hò với ai, nhưng mà theo mình đoán chắc là An. Wow. Gì đây? Wow. Gì đây? Chương trình có nhầm không ạ? Chương trình có nhầm không ạ? Nếu như được chọn một trong hai, anh muốn chọn ai để nói chuyện? Anh chọn cả hai được không? Mỗi người một bên. Sáng nay anh bắt cháu lòng, anh ăn hết cháo thì lòng yêu em. Sáng nay em cũng ăn bắt cháo lòng, nhưng mà em ăn hết cháo, em để lòng cho Nhi ăn. Tắt nọ, tắt nọ. Đúng không, ở đâu? Rồi. Má. Không sao. Sao vậy, sao vậy? Khôn quá. Em. Đón hè rực rỡ, ưu đãi hết cỡ. Tặng ngay thẻ xăng Petrolimex 2 triệu đồng khi mua xe Yamaha Xcenter 155 hoặc NVS từ ngày 20 tháng 4 năm 2022 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022. Tập 11. Từ chị em thành anh em. Huy và Trường đã thể hiện rõ sự quan tâm của mình dành cho Nhi và Thảo. Giữ vẫn đơn phương hướng về An, dẫu cho An đang có cảm tình với Trường. Còn Nhân và Lệ thì luôn có sự gắn kết thân mật dành cho nhau. Với tình hình khó khăn hiện tại, cặp đôi bí ẩn sẽ ra sao? Mời các bạn cùng theo dõi. Sau trò chơi ban chiều, các thành viên nhanh chóng bắt tay vào làm bữa tối. Ngon không? Ngon giống chị không? Hả? Không giống hả? Trước bữa tối, các thành viên không quên đem đồ ăn lên phòng cách ly cho Nhi và Thảo. À, để nó đây đi. Các bạn ơi, ăn cơm khỏi bệnh này. Cô phải để nước sôi vào nha. Hay mà mày đấy. Cho. Xong á. Xong. Này. Các con nhìn nghe. Không có gì, mau khỏi bệnh là được rồi. Cố lên. Cố lên. Hello. Hello. Gọi gì? Ăn chưa? Ăn chưa? Ăn gì chưa? Ăn chưa? Không đang nhai thì chắc ăn rồi á. Mười ăn rồi. Đi. Không ăn mà nhai. Không có ăn. Ăn đi uống thuốc gì Nhi. Ăn đúng dĩa luôn. Còn nhưng mà Thảo giỏi lắm, Thảo ăn hết rồi. Hút canh nhiều nha. Canh nó hơi bị bổ luôn á. Nếu mà bác sĩ hỏi câu tiếp theo là em còn độc thân không thì em trả lời sao? Em còn độc thân. Nói là em còn độc thân. Có vậy à? Sao nói điêu thế? Sao nói điêu thế? Thảo đúng không? Sao em điêu thế? Nói điêu như vậy làm sao bác sĩ chuẩn đoán bệnh được? Là bác sĩ dặn em nói như vậy. Em đoán xem cơm ai cầm. Cơm đó thì chắc hôm nay anh chưa thay không? Không, cơm cũ mà. Tại sao cái gì em cũng đặt Trường lên đầu vậy? Em nghĩ anh Trường nấu cơm mà. Ủa hôm nay Trường không có nấu? Chị nghĩ anh Trường nấu. Không, anh cũng nấu. Em phải thỏa mai rồi. Không biết nữa. Trường á em. Ủa trời ơi, cười tủm tỉm kìa. Cơm ngon nhất đúng không? Em kêu ăn hết luôn đi, sẵn đà. Ờ, nó không bị nhão hay bị khô chứ, cơm ngon lắm. Cơm Trường nấu á, ăn hết nha. Ừ, ăn phải hết đó. Ăn phải hết nha. Rồi ăn cơm tiếp đi nha. Ăn xong. Bye. Nhớ check in nha. Ăn xong nhớ chụp hình á. Đêm nay, ban tổ chức sắp xếp cho dự một cuộc hẹn. Đoán xem anh chàng sắp được gặp ai nào. Mình cũng không biết là hôm nay mình sẽ hẹn hò với ai, nhưng mà theo mình đoán chắc là An. Wow. Gì đây? Wow. Gì đây? Chương trình có nhầm không ạ? Chương trình có nhầm không ạ? Wow. Nữ mà sao lại ra nam? Ủa cái này là boy lớp mà trời. Sao? Sao đi ra đây? Em biết đâu. Nhầm địa chỉ à? Ủa cái này là boy lớp à?
Sao lại là trường? Lại còn cầm giấy ăn nữa. Em biết anh đưa em. Thì bối cảnh gì đây? Chuyện gì đây? Không biết. Thì chương trình gọi anh lên phỏng vấn. Ngày nước này tự mở đi. Anh tưởng con gái anh còn mở hội. Em không biết, em tưởng anh gọi em lên phỏng vấn nữa. Biết à? Rảnh. Ở bên kia mình vừa hỏi anh có đoán được cô gái nào không? Xong cô gái thì toàn lông chân cao 1m8. Hello em. Hả? Chị An. Chị mà không lên đây em tưởng chương trình voi lớp ấy. Chết luôn á. Tôi lên đây không nói lạnh thế. Đây con, đây ngồi. Lạnh không? Chị An cảm ơn anh à. Phương ơi. Trời. Em tưởng không ai gọi em đang định đi tẩy trang đi ngủ cơ. Cảm ơn em. Chị biết cảm giác mà mọi người gọi lên từ bên phỏng vấn mà lên thì em thấy anh Duẩn đang ngồi kiểu cái nơi lãng mạn như này không? Ôi chị cũng kiểu luôn. Em được boy lớp. Ủa? Ủa giờ lên không. Đây là để ăn đúng không? Hay sao vậy? Lớp em nhá. Dạ em cảm ơn. Hẹn hò hai người quen rồi bây giờ ba người. Không biết là hai cộng một mà không. Biết làm gì khi có hai người yêu mình. Quá lô. Bây giờ làm gì có? Em... làm gì? Em có cảm giác ngồi giữa hai người là đâu sao? Em không nghĩ là hai người á, hai người họ hẹn em cùng lúc á nên... Em có hẹn chị đâu? Em hẹn thôi. Không, gì gì mới nói gì, mới nói gì? À, Trường có hẹn An đâu. Ừ. Trường không hẹn An. Ừ. Trường tưởng là ở dưới cơ. Trong khi đó, trong phòng nam cũng đang có một cuộc hẹn tây ba, nhưng là qua video call. Sao Nhân không được đi hẹn hò? Thôi Nhân ở đây hẹn hò với tụi chị nha. Ờ thì tại do hai chị em bệnh hết rồi, sao Nhân qua được? Nhân qua được, Nhân qua nữa. Qua cửa sổ hẹn hò nha. Cửa sổ ra tụi mình lòi đầu ra đấy chị. Thôi nếu Nhân được chọn một trong hai, anh muốn chọn ai để nói chuyện? Anh chọn cả hai được không? Mọi người một bên. Trời ơi, tham lam quá thôi, anh đừng có nói chuyện với tụi em nữa. Anh nói chứ chọn Thảo đi chơi, chứ Nhi là của trường rồi, sao dám đụng xào mó gì vô được. Cái gì vậy? Tự nhiên em sẽ không chọn anh đâu. Ôi kìa. Không bé ơi, em không nói chuyện với anh đâu. Anh không thích được ăn đồ mấy cái đồ ăn mặn này. Ôi kìa mẹ lên. Này gu em. Nhưng mà nếu người yêu anh thích thì chắc dần dần nó cũng sẽ phải thành công. Tại vì nếu mà cùng người yêu đi thì ăn nhiều chắc cũng hiền. Quay lại nhìn ra thành phố. Sài Gòn đau lòng. Đi trường đau lòng không? Ừ? Có gì đâu đau lòng chị. Em đừng... có gì đâu đau lòng à. Ủa? Vậy là phải sao ta? Anh nhờ em một việc được không? Việc gì đâu? Em thì giúp anh... Sắm cái áo hả? Anh rất thích nhờ kiểu như vậy á. Dạ. Nhưng không phiền. Chị. Nó phiền lắm. Sao đây? Nhưng mà kiểu lần đầu tiên hẹn nó kiểu ba người này chứ. Ừ. Nó có cái kiểu gì ấy. Cái này như là tâm sự. Mà anh sợ lúc mà em bước dáng cười anh sợ lắm luôn đấy. Thế gì ạ? À. Chứ anh tưởng mình anh sợ chắc em hổ hết cả da gà lên này. Mà anh sợ chắc. Em thấy tụi anh có khả năng là cặp đôi bí ẩn không? Em nghĩ là có. Thì không nghe chị với Nhân. Tại vì em nghĩ nếu mà anh Dựng là người yêu của chị thì anh Dựng sẽ là một người kiểu như chiều người yêu ấy. Còn chị thì sẽ... Người được... Chọc người yêu. Đúng không em? Trong đầu em nghĩ là cái trường hợp như thế thôi. Anh nghĩ là chị An hợp với anh bao nhiêu phần trăm? Trong bốn bạn nữ. Nói cho bây giờ lộ hết cảm tình đi. Cảm tình đúng không anh? Không phải chị đấy. Thì mà em sẽ nói là cảm tình. Không phải chị nên mới thế đấy. Còn nếu anh nói thật, nói thẳng là nếu mà cái gu của anh á, gu của anh nha, là trước khi tham gia là Lệ. Nhưng mà anh vẫn, nhưng mà cảm xúc khi tham gia chương trình của anh nó thay đổi đâu phải. Đấy, đúng khi em đặt ra một cái gu của em, nhưng khi em gặp một người mà em thích không đúng gu của em vẫn thích đúng không? Đúng rồi. Đấy, anh cũng vẫn như vậy đấy. Nhưng cái gu mà trước khi tham gia chương trình anh nghĩ trong đầu thì là Lệ. Nhưng mà khi tham gia chương trình cảm xúc của anh thì làm sao anh cần cho chị An? Mà tại sao? Em không, em nhỏ. Hỏi tí nữa mọi người hỏi em thì em sẽ nói cho mọi người. Em cũng muốn tìm hiểu. Không, em hỏi anh, em hỏi anh là nếu tại sao anh nghĩ lại... nó loại em rồi, em đừng hỏi nữa, em đau lòng đấy. Tại sao anh lại
xem chị An như là có cảm tình ấy. Kiểu như là cái này nó hơi từ khó ngày đầu ấy. Cảm xúc khi mình thích một người nó khó diễn tả lắm, nhưng mà kiểu như anh thích cái giọng nói khi mà nói chuyện với anh ấy. Nói chuyện mọi người ta không biết. Bất cần đời. Em nói với anh một câu đi. Nói gì giờ? Đó. Nói gì giờ? Anh thích vậy á. Kiểu bất cần đời, như kiểu chả quan trọng, chả có tâm cái gì xung quanh ấy. Khi mình mới có kiểu thích một người có cảm xúc, một người ta nói tự dưng mình cảm thấy dễ thương. Kiểu vô tư. Chứ chưa chắc là giọng nói của em đã hay hơn những người khác, nhưng mà đấy là cái điểm mà khi mà đi vào tai anh thì nó lại là anh á. Còn chị An, nếu mà một trong bốn bạn nam mà mẫu hình lý tưởng, không phải mẫu hình lý tưởng mà chỉ có thiện cảm đi, thì là ai? Em và anh Dự. Tại sao? Anh Dự thì anh ga lăng với chị. Ôi em không ga lăng với chị à? Khoan, từ từ. Chị không bằng anh, không bằng anh. Tại sao? Thì anh ga lăng với chị. Xong rồi ngay hôm đầu tiên vào là anh nói chuyện với chị. Ừ, còn với em thì em để ý nhiều thứ, kiểu em khó làm nhiều thứ bất ngờ, chị thích cái đó. Mà chị vẫn nghi em là đối với ổng. Nghi em là đối với ổng? Ừ. Em nói đến tập cuối thì bây giờ em bỏ qua cái đấy, nói tội nghiệp bé em nói chuyện. Bây giờ nói vậy tội nghiệp bé nói chuyện đây lắm. Không phải đâu, làm như chắc kèo lắm á anh, kiểu không bữa. Bây giờ anh hỏi em, ta kiểu khó đoán hay mà người không đoán trong, à? Trong tất cả các bạn nữ em, phần trăm bạn nào em có cảm tình cao nhất? Nhi, ôi khỏi nói, đừng nói em. Em nếu mà nói thật ra ấy thì là Nhi với chị An. Có nghĩa là không ráng kèm theo tên em. Không, em sẽ nói, em sẽ nói lý do. Anh đang ở cao nhất mà. Bằng nhau. Bằng nhau. Cho đến hiện tại thì mình vẫn giữ quan điểm là mình vẫn giữ tình cảm cho Nhi là nhiều nhất. Thì mình cảm thấy chị An là một người thẳng thắn, có gọi là thẳng thắn và vô tư. Chị là người mà nếu mà chị thích ai chị sẽ nói thẳng, và chị không cần ngại bất cứ một điều gì cả. Và đấy là một cái điều mà mình rất là thích ở chị. Mình cảm thấy là khá là vui khi hiểu được thêm một chút xíu về anh Dự và Trường, kiểu như là về mẫu bạn gái lý tưởng hay là cảm tình của anh Dự với Trường đối với mấy bạn nữ đang có mặt trong nghề chung này như nào. Mình thấy cũng khá là vui khi một mình mà có tới hai chàng trai hẹn ngồi chơi với mình ở trên đây và ăn mấy cái món mà mình thích. Về trong buổi hẹn hò thì hôm nay thì mình cũng được ngồi cạnh An. Thực ra An ngồi giữa, thực ra là An ngồi ở giữa, nhưng mà giữa hai người, nhưng mà cái vị trí của Tâm An ngồi là ở bên cái đệm của mình. Đương nhiên thì mình cảm thấy khá là vui, tại vì người mà mình cảm mến thì được ngồi cạnh người mình cảm mến thì mình nghĩ chắc là ai cũng vui thôi, không chỉ riêng mình đâu. Nhớ mọi người quá à. Thật đấy, kiểu thấy một người vậy muốn chạy tới ôm một cái nhưng mà sợ mọi người ép không. Vậy có một cái ổn vậy? Có một cái vậy? Thì một cái đủ rồi. Còn muốn ai cũng ôm nhiều ấy thì để sau chương trình nha. Nào lỡ em là cặp đôi bị ẩn rồi sao? Thì mình ôm kiểu anh em. Nhưng mà chắc em lại nói là em không phải cặp đôi bí ẩn mà. Rồi anh tin, để coi. Quá. Và em biết anh gặp ai không? Lệ à, anh lên đây gặp anh Dự. Anh Dự. Hôm nay chương trình gặp anh là hẹn hò riêng. What? Anh tin. Ai? Thật luôn á. Anh Trường. Cho anh Dự thả mình. Hello anh Dự nha. Rồi. Dự ơi. Anh thích ai? Anh thích em. Anh thích em hả? Ừ. Sao anh lại thích em? Thì anh thích em nhất. Vì em xinh gái. Anh có thích chị An không? Có. Có không? Có. Anh thật lòng luôn, bây giờ anh có thể tỏ tình em bằng lòng của anh luôn. Em có muốn nghe không? Anh moi lòng ra đi. Không, em muốn em của
Anh thả thính không giả chân như trường không? Em mới thì nghe không, nghe không, nghe không? Em biết cái thính này nó không thật lòng. Thật lòng mà, thề luôn. Anh mà nói, anh mà nói dối hai cái đầu gối của anh bằng nhau, thề. Ok, thế tôi nói nữa. Wow. Chưa thả thính anh này. Nhi. Em thích anh không? Nhưng không, khoan yêu. Nhưng mà em có nấu ăn cho anh ăn không? Em không biết nấu ăn nhưng mà người ăn thì thế nào? Trời ơi, sướng à. Anh cũng thế, anh thích em. Ủa vậy trước giờ đặt cơm về ăn hả? Kìa, tự nhiên chị Nhi cứ kiểu như hay ngại á. Nhưng mà Thảo, em không muốn nghe anh Thảo tính thật à? Anh nói đi. Sáng nay ăn bát cháo lòng, anh ăn hết cháo để lòng yêu em. Anh ăn cái câu đấy nó chừa quá anh ạ. Đúng, nhưng mà cứ mà là tấm lòng của anh. Cây. Cây. Ừ, anh muốn nghe. Sáng nay em cũng ăn bát cháo lòng, nhưng mà em ăn hết chả. Em để lòng cho Nhi ăn. Em nghe thấy giỏi thật đấy. Lần sau anh dám thả thính em nữa. Anh cứ thả đi. Em né cho. Thôi chị. Ơi mọi người, ở dưới có chai cay không? Có, em muốn ăn gì không? Có, hình như là có ổi sao? Có ổi hay là có ổi, có dưa hấu. Có anh Dự. Thôi mọi người đừng làm thế, Thảo không thích đâu. Có đôi đũa. Có thể phải xuống thái ổi ra cho em không? Nhưng mà thái cái ruột luôn nha, thái cái ruột, thái cái hộp đấy. Bỏ hồn đi gì? Bỏ hồn đi hả? Bỏ cái ruột đi. Dạ. Ok, ok. Thể theo lời thỉnh cầu của các cô gái, các chàng trai ga lăng của ngôi nhà chung ngay lập tức xuống bếp. Dạ đất ơi. Xe ta băng băng trên đoạn đường. Đàn ông là những đứa trẻ không bao giờ lớn. Rồi anh cắt cái cổ cho em mảnh ghế hai cái đứa này. Cắt đứa này. Cảm ơn mọi người nha. Tiền quá rồi. Nhưng mà chị sẽ khỏe. Con trái cổ không? Nhưng mà anh vừa có trái cổ không? Anh chỉ có trái tim thôi. Vậy thôi. Anh ơi, Đau. Em cắt đổi. Cái... Rồi vậy thôi, nói vậy thôi, còn đi cắt hàng làm gì nữa, để hàng đi anh. Thôi được rồi, cắt nhiều quá. Vô phòng em á hả? Dạ. À, vô phòng chị á hả? Chết. Vô. Bốn người vô luôn nè. Đi vô. Vô. Bệnh gì cử? Ai sẽ. Ồ, em cầm ly sữa. Em để ở trước nha, rồi ra nha. Ok. Anh để sữa em rồi nha Bảo nha. Từ từ. Rồi ra đi. Em về, nghỉ ngơi. Cái gì em nghỉ ngơi nha. Ngơi. Rồi chín. Ôi nghĩa gì trả tiền hay ăn vậy? Ai cắt không đâu chưa, cảm ơn. Một buổi sáng lại đến với ngôi nhà chung. Việc đầu tiên các thành viên làm khi thức dậy là phải test Covid. Làm được đúng không? Tỉnh nha, từ từ. Và thật may mắn là tất cả đều âm tính với Covid-19. Trong buổi sáng này, người ta phát hiện ra giữa An và Trường hình như có một dao kẹo. Ôi
chị tưởng em làm thật đó, chị tưởng em làm thật đó. Thôi, em mới nói gì ạ? Gì? Mới nói gì? Chuẩn bị đó. Chuẩn bị vô. Lao miệng đi. Thôi nè. Đậu đỏ, đậu đỏ. Đậu đỏ đầu. Trời ơi, đậu ngày, đậu ngày. Cái này rất là chạy hoài quá à. Về cái giao kèo giữa mình với trường á là từ hôm qua. Tại vì mình có thói quen là mình hay gọi các bạn nam nhỏ tuổi hơn là bé ơi hay là em ơi này nọ, thì có vẻ như là trường không thích được gọi là bé ơi, nên là trường giao kèo là giờ nếu như mà mình gọi trường là bé thì mình phải hôn trường một cái, và nếu mà trường gọi mình là chị thì mình phải, thì trường phải hôn mình một cái. Đó là giao kèo riêng giữa hai tụi mình, tại do trường đề xuất. Giờ có ai chơi không? Giờ ai kêu mình lệ cái hôn gái? Lệ chị hôn gái. Ghi là... được em xưng bằng em thôi. Thôi lúc đó là không. Không ai kêu luôn. Không ai nói chuyện vậy. Kêu bằng em thôi. Chị An, chị chơi trò này với em không? Cái gì? Mới nói gì? Hai lần lận không nghe. Một lần thôi. Hai lần rồi. Ủa này là em chơi gì? Em đang sáng tạo gì vậy trường? Má. Không sao. Sao vậy? Khôn quá. Sau bữa ăn sáng là lúc nấu ăn cho các cô nàng F0 đang phải cách ly. Alo, chị đang làm đồ ăn sắp xong rồi nè. Đây nè, đang chiên trứng, ăn sandwich. Đây, rồi làm đây. Đây, chị lấy trái cây ngọt cho. Gì đâu? Gì em ơi, có ở đâu em ơi? 20. 20 gì? 20 tiền công nè, chứ ai đâu à. Ở không làm cho em ăn. Có nước cơm cho em. Chỉ có không có anh thôi, còn có tất cả mọi thứ. Em có tất cả nhưng không có anh. Làm sao để có anh chứ? Mình chẳng được, em khỏi miếng này coi. Ủa thảo đi. Đem ra cho em mấy chai nước vào. Có, ok. Bây giờ em muốn gì cũng được luôn. Cái gì anh sao đó? Bây giờ em muốn nhân vào là đó, nhưng em được vào. Em có người yêu. Em muốn có người yêu. Việc đầu tiên là em muốn có người yêu và em phải khỏi bệnh. Mà muốn khỏi bệnh thì phải ăn uống đầy đủ nha. Rất hân hạnh được phục vụ quý khách. Tắt rồi. Ăn ngon đi nha. Không có bệnh là được. Kẹo tim anh kìa. Có bệnh tim anh rồi. Chuyện qua. Tức ghê. Để cảm ơn công sức của các thành viên, Nhi đã tự làm một clip thông báo tình hình của mình cho các bạn yên tâm. Sau đó là chai thuốc xịt họng, Nhi dùng 2-3 lần trong ngày. Còn đây là bữa ăn sáng mà tất cả anh chị trong nhà Trung đã chuẩn bị cho mình, nhìn ngon thiệt. Và cả chân đường xả cũng được mọi người nấu xong rồi bỏ vào cái bình như vậy nè. Ăn xong uống xong rồi thì bây giờ mình phải uống thuốc theo điều dẫn của bác sĩ, uống một ít C vào để có vitamin C. Nhịp tim và chỉ số FOV cũng khá là ổn định. Và hôm nay nhiệt độ của mình là 37.1. Cảm ơn tất cả mọi người đã đón xem nhật ký ngày thứ 2 cách ly của Nhi. Tạm biệt và yêu tất cả. Bây giờ có đôi đũa rồi, em sẽ cho chị kể chị nghe câu chuyện đôi đũa. Cái gì? Kể gì? Kể cho ai nghe? Cho chị nghe. Ai nghe? Hello. Ra nghe. Trường. Đứng lại. Wow. Phải chơi có chịu Trường à. Ê. Wow, sắp có cảnh rồi. Đấy, cứ thế. Xem thế. Cái gì? Cái gì? Cái gì? Anh đưa má đây. Ủa nãy. Cái gì? Anh đưa má đây. Nè. Chị khôn chị quá. Cái gì nữa cơ? Cái gì nữa cơ? Cái gì nữa cơ? Nói cái gì đâu rồi mọi người. Anh khôn quá. Về cái giao kèo đó thì cái mình đã chuẩn bị tâm lý từ tối hôm qua là mình sẽ cố gắng mình hạn chế hết sức có thể cái thói quen của mình gọi Trường là bé. Mà Trường kiểu như Trường vẫn còn thói quen cũ á, Trường vẫn gọi mình là chị á, nên là Trường là người phá vỡ cái Trường phạm luật đầu tiên. Và tới bây giờ thì Trường là người phạm luật nhiều nhất trong cái giao kèo đó. Sáng nay, Lệ có một cuộc hẹn và người mà cô nàng muốn hẹn không ai khác chính là...
An kể là Trường nói là cảm xúc Trường đối với Nhi và An giống nhau. Với lại nói là An ở bên An có cảm giác ở bên chị có không? Hả? Em chị đang nói Trường nói em vậy? Đang nói em á. Không chị sẽ... kiểu không cháy. Thiệt á. Em thấy Trường với lại An cũng đặt ra nhiều trò chơi á. Muốn chơi à? Muốn chơi không? Chơi gì? Chơi gì ta? Anh đi, anh em đi. Ok, anh em. Nhớ nha. Khó hả? Khó hả? Không ạ. Đúng rồi, sao ta? Anh em đi. Không gọi bây giờ cũng được, sao cho nó quen. Tại sao kêu em kêu bằng nhân cái không quen. Kêu anh em đi. Sau này cũng làm người yêu cũng kêu bằng anh em mà. Khoan, vừa nói thằng phạt là gì vậy? Chưa nói. Giờ okay. Giờ bắt đầu nha. Thằng phạt con má hả? Một cái thôi. Nhưng mà không phải là cố tình để nói ra nha. Rồi lỡ em cố tình thì sao? Cố tình không mấy cái. Chị vừa nói là cố tình là hai đứa mình là hai cái hả? Không hai cái hả? Không chỗ khác. Không chỗ khác đúng không? Chơi đầu nha. Ok, bắt đầu bây giờ. Thấy Trường là hơi bị sâu sắc luôn á. Trường? Ừ. Sao em không thấy ta? Một cái. Em. Để một xíu sau anh thích giống Trường. Thôi. Nghe hay nghe vui mà. Này là chân thật nha, chứ đừng có cố tình. Không quậy, không biết nghiện á. Ôi, hôm qua giờ mấy bạn đang có chia sẻ gì không? Mấy bạn cũng nói là anh dự thì lên cái Trường. À vậy thôi hả? Là em đoán được rồi. Em đoán được rồi. Em đoán được rồi. Em là ai? Em nào? Em là ai? Em nào? Chơi lại chơi. Đâu. Đảo. Mà em có... Nhưng mà anh có nghĩ là kiểu con gái mà kiểu mạnh mẽ quá. Rồi tại vì con trai thích được che chở đúng không? Nên là kiểu có thấy bị khó chịu gì không? Nhưng... Con trai thích được che chở. Ừ. Nhưng mà con gái giống như mạnh mẽ quá thì kiểu không cần. Không, anh muốn che chở người khác hơn. Nhưng mà con gái dù mạnh mẽ tới đâu thì cũng khi mà trước mặt người yêu mình cũng yếu đuối à. Ai vậy? Nói ai vậy? Ai vậy? Biết gì đâu. Có gì đâu. Mệt hả? Để kêu Trường cho mượn bờ vai. Kiểu mà là nắm thay hay bị đổ mồ hôi nha. Em vậy. Em anh vậy không? Em cũng vậy. Okay. À đó. Ok. Không phải. Chơi trò chơi á nên thua. Trời ơi, chơi trò chơi thua nên bị Khi mà thay đổi xưng hô á thì mình thấy
cũng thích. Và tại vì trước giờ mình chưa có tiếp xúc những bạn mà nhỏ tuổi hơn mình á, nên là khi mà Nhân gọi chị thì cũng ngọt ngào, mà gọi em cũng ngọt ngào, nên là mình thấy thích. Em vui mà. Như bạn chờ lại cơ. Ai mà làm vậy? Cái nắm tay này lại càng khẳng định thêm tình cảm mà Nhân và Lệ dành cho nhau. Dự vẫn dành tình cảm cho An, An thì hướng về Trường, dù vẫn nghi ngờ anh chàng là cặp đôi bí ẩn cùng Nhi, mà Trường thì cũng thích Nhi nhiều hơn. Huy thì vẫn dành sự quan tâm cho Nhi và Thảo. Trong tình huống phải cách ly thì câu chuyện tình cảm của Ngôi Nhà Chung mùa 17 vẫn tiếp diễn. Mời các bạn đón xem tập tiếp theo vào tuần sau. Sau vạt nắng mai mình sẽ là gì của nhau, chẳng có ai yêu em nhiều như anh, yêu nhiều như anh, và sẽ chẳng có ai yêu anh nhiều như em, yêu nhiều giống em, đưa nhau đi đến nơi tận cùng mây xanh, tan tan theo những giấc mơ trong lành, vì cuộc đời này sẽ chẳng có ai yêu anh.